Thank you.
Đó, thằng đấy của Đức à? Mình cũng không biết. Nhưng mà thằng này lại như là nổi tiếng đúng không? Thằng này hình như là nổi tiếng. À, nhớ nhớ rồi, nhớ rồi. Ok. Và bây giờ thì là hiện tại là bây giờ là 3 giờ sáng, mình sẽ không nói chuyện to được. Anh em xem thông cảm nhé. 3 giờ sáng không bị đuổi ra khỏi nhà cũng mồm. Ok, và quay trở lại với trận đấu thì chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu rồi. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu để mình tăng cái volume mình lên. Mix mắc ok rồi. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Trận này thì thực ra là cái giờ này thì ít người Việt Nam xem rồi. Tuy nhiên là mình vẫn phục vụ anh em. Chủ yếu là mình chờ đợi thằng Sugar Goblin này, Sogeco Goblin này đánh này, xong mình sẽ làm một clip cho mọi người xem. Thank you.
phải gọi là Ashley Cruz ở Hawk. Mình nghĩ đây là một cái letdown. Với Lan là một cái 3 max rồi, 3 max. Với cái xuất hiện của bạn Lee và Wikipedia thì chắc chắn là 3 max rồi. Còn Victor, Get Together thì đây là Hawk và Poison. Rất là dị, Poison. Sẽ rất là dị. Mình đang chưa hình dung được là deck này là gì đấy. Có cả Hawk, cả Poison, có deck có con rồi. Có cả Lord Messi, đây là một deck strike cực kỳ nhanh rồi. Để hai thẻ bài cuối cùng là gì đây? Là một giá hay một block và cùng sẽ không có gì. Hay là một con deck này. Có một cái giáp rồi. Bên này thì đang là 3 max rồi. Hawk cycle cực kỳ là nhanh. 3 max đâu. Ôi nó bắn, nó bắn đi. Nó có thể đỡ được câu này không? Còn Hawk ăn chút thôi. Được, rất là nhanh, rất là nhanh. Được, rất là nhanh. À, không biết thẻ bài của mình là gì đây. Còn lại có một con Hawk tiếp rồi. Một cái Mecca mà nó sẽ một cái Ghost cực kỳ. Còn Hawk là một cái thông tin sẽ xử lý. Có giáp không? Liệu sao? Ôi nó không biết gì không? Bị bà chạy. Bị bà. Tự nhiên nó sẽ xử lý tôi này như nào đây? Rất là khó rồi. Rất là khó cho Thích cho anh vừa bây giờ. Mình cần phải xử lý như thế này. Hay con đồ ngu đi. Có giáp không? Có giáp không? Cần phải xoay thêm một cái giáp nữa. Cần phải xoay thêm một cái giáp. Một cái giáp nữa. Đâu? Đâu? Giáp không? Giáp, không có sao. Không có giáp rồi, không có giáp rồi. Một mình có đồng môn siêu biết. Không phải là một con đồng môn siêu biết. Lệch xài quá nhanh. Thủ chỉ cần một con đồng môn và quay dần. Quá mặt ạ. Và chúng ta còn đến với lại game set đầu tiên. Oh my god. Go play good. Thank you.
Mai là có chúng ta có chuyện với lại của Lan rồi. Tuy nhiên thì nếu ta em có chuyện thì em chỉ có rửa cho tôi sự xuất hiện của Goblin và Goblin Gan và nói là cũng thể rất là tốt. Coi sự của coi sự của coi thả rất là thông minh, rất là thông minh, tuy nhiên thì coi rất sớm hẳn rồi. Ấn gốc kim vẫn còn sống. Hai cái đánh cổ xỉa kinh kinh là nhanh. Mai stream trận nào á để mình xem lịch đấy, nhiều lắm trận hôm ngày mai, nhưng mà xem trận nào hay đấy nhá. Nhưng mà ngày mai hình như là stream muộn lắm, tại vì là lúc 11 giờ này, xong lúc 1 giờ đêm này. Để mình xem lịch đấy nhá. Đây mình stream xem. Có. À, đúng rồi trận đấy, nhưng mà nó là lúc để mình xem nhá. Trận đấy là nó bắt đầu vào lúc Mỹ và Bỉ là lúc 14 giờ, tức là 2 giờ sáng. Nếu mà anh em nào có xem được thì mình stream thôi. 14, 11 giờ này, 13 giờ và 14 giờ thì hôm mai là ngày stream rất là muộn. Và trận nào mình cũng là trận đáng để xem, khi mà có cả Argentina này, Pakistan này, Phần Lan, Brazil và Mỹ và Bỉ là ba trận của ngày mai. Nếu mà các bạn muốn xem thì mình sẽ stream luôn cả ba trận đấy, nhưng mà rất là muộn, khi mà từ lúc 11 giờ này, 13 giờ và 14 giờ tức
Sao lại không có trận này 14 giờ ta? Nếu mà trận này 13 giờ với 14 giờ thì làm sao mà có thể đánh được ta? Vì ít nhất stream là phải có hai trận ở phải hai trận với nhau phải 1 giờ cơ. Mình đang không hiểu là trận Mỹ với Bỉ này tại sao lại đánh lúc 14 giờ. Có thể là nhầm. Tại vì là Mỹ trận lúc 13 giờ là một trận của Phần Lan và Brazil thì là 13 giờ. Hai trận đánh nhau với nhau thì cách nhau phải là lúc 2 tiếng. Bình thường là phải là 2 tiếng. Mà có một lỗi gì đấy, để cần mình xem lại lịch ở bên trên website ha. Phần Lan với lại Brazil ngày 20. Bây giờ để mình xem lại lịch ha. Và chúng ta quay lại trận đấu đi. Sao ở trên quận sao ở trên này nó lại đáng làm gì? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trận của ngày mai là có 3 trận, là trận 7 giờ là Mỹ Nhật này. Nhật này với lại Séc này, thứ hai là Argentina, Pakistan và thứ ba là Mỹ và Bỉ. Thì ok, từ trận đấy bắt đầu từ lúc với Nhật thì bắt đầu từ lúc 7 giờ này. Argentina là lúc 11 giờ và Mỹ là lúc 14 giờ. Thì mình sẽ stream 3 trận đấy, còn trận Phần Lan với Brazil là 14 giờ là ngày 20. Ok, cảm ơn Jim đã theo dõi cái này. Có lẽ là ở trên cái link mà đăng ký stream ấy thì là kia nó có sai. Kia nó ghi sai. Đây. Việt Nam thì ngày 22 vào lúc 7 giờ, tức là lúc 7 giờ tối ở Việt Nam. Rất là tiếc khi mà trận ngày 24 thì mình không thể stream được cái trận của Mexico á. 17 giờ lúc 5 giờ, ôi giời ơi, 5 giờ sáng làm sao mà stream được. Quá, mình nghĩ là Mexico đánh với Anh trận này rất là hay. Stream rất nhiều người xem, tuy nhiên thì mình đã làm đêm. Mình không thể stream trận đấy rồi. Quay trở lại trận đấu thì đây là một clip dàn tấn gấp của Miner Poison không phải lock bait highlight như vậy. Tuy nhiên thì gặp cái deck hit cap này sẽ rất là khó cho cái Poison cả hai con như này. Vâng, hai con preset đã chết rồi. Tôi nghĩ là phí trong hơn này. Tại sao là hai con preset được kiếm vậy? Bây giờ là sẽ Cat Joe với lại là Chuma. Không biết là người nào sẽ thắng này. Quay trở lại trận đấu thì Miner Poison đã thể hiện một cái mạnh mẽ hơn so với cái của vâng chồng cả Poison luôn rồi. Let's go.
là đặt ngay ở góc điệp kia thì làm sao anh có thể qua được mặt tanh của hỗ trợ được mai là mai là đánh rất là khó. Xem qua stream 4 thằng đang stream trận này thì thằng Tây Ban Nha là một thằng stream nhiều người xem, 1.200 người xem, trong Pháp là có gần 300 người xem, còn Index thì chỉ có mỗi 50 mấy người xem thôi, trong khi của mình Việt Nam thì 5 người xem. Khu Tây Ban Nha này là 1.400 người xem. Quay trở lại với Deadlock Bait thì đặt Deadlock Bait như thế này là rất là khó, tại vì là con Ishii ra đây sao không có cầm, có quá nhiều counter barrel ở đây. Và đã có sự free set rồi, tuy nhiên Executioner đặt ngay cầu thì làm sao có thể qua Lock Bait có thể qua được. Sẽ có một lock thôi. Tornado lỗi. Tornado lỗi. Good job, good job. Oh.
Không, tại sao các con chưa sử dụng lại? Vẫn có một cái lo. Reduce las banderas de marcadoras, usamos la bandera marcador. ¿Dónde manda patrón? No manda marinero. Yo aquí no mando, así que decimos van y armamos. Saludos desde Madrid, pues saludos con el ejército desde Madrid, crack. Porque estoy probando todo, pero madre mía, la que tiene que ir probando. Aquí yo soy un servidor histórico, andaros a compartir con vosotros este partidito, me da igual lo que me digan, voy a bajar un poquito esto. Y si veis que hay un corte ahí feísimo, pues es por culpa de la gente que me han obligado a usar estas banderas nuevas. Bueno, tercero del partido, pero con una hija y de su VR. Saludos a mi clan Argentea N, saludos a Argentea N. Quería ver un código de mutación y algo. Yo quería entrar y quería ver ese partido, de hecho creí que lo había. Parece que el código debe estar en la universidad y no podría llegar muy temprano al partido. Hello, hello. Goblin hút, Goblin hút ôm bậc Mega Knight. Đây là Goblin hút. Thì chúng ta sẽ có poison đó. Có mấy người đâu, chỉ có 7 người không biết là. Con này thì nó xuất phát từ cái deck của Trung Quốc mà bọn Trung Quốc dùng deck này rất là nhiều, và cái nhà này thì nó được boost từ hai đợt rồi, một đợt là máu này, một đợt hai là đợt về cái Goblin Hook tăng cấp 3, vậy là rất là nhiều là điều gì. Oh my god!
Quá to rồi, ma rồi. Ta khó. Thực ra là đi làm sáng rồi nên là thêm thì thức thôi. Hôm nay thì không phải làm, tuy nhiên là xin rất vui rồi. Anh em thì làm được bếp ra Hoàng Hải. Hoàng Hải có người fan được rồi anh em. Có người biết ông nhỉ? Có người biết fan thì trại trận đấu thì đây là một anh em chưa mốt. Cái đấy cực kỳ là gì? Một cái đấy cực kỳ là gì? Những người chơi đến từ Hà Lan thì phải nói là rất là dị. Và chúng ta cùng chờ xem là xui cầu gì. Ok, quay trở lại với trận đấu thì đây là một cái deck cầu ma mafia, thì đây là cái deck mà trận trước thì trainer anh đã chơi rồi, mời các bạn đều để ý. Mà cái deck này thì mình có chịu khi mà có sử dụng gốc cây núp và một con tank là mega dai, còn có lại con rồng rồng mỹ. Thank you.
cực kỳ là khó chịu anh em, nếu mà muốn copy ngay cái deck này mình sẽ cho vào deck 5. Một cái deck cực kỳ là khó chịu và cực kỳ là bựa, cực kỳ là bựa trong cái deck này. Cái Goblin Hoop này nó xuất phát từ cái bọn Trung Quốc nó dùng nhiều. Nhà Goblin Hoop này sinh ra Goblin Spear sử dụng thì bác Hoàng Hải có đấy không? Bây giờ á, bây giờ thì cái scoreboard ấy, thì bây giờ không cần phải làm cái overlay, thì không cần phải làm thêm không làm thêm cái nó nữa, mà chúng ta chỉ cần không có hai cờ đâu, mà hai cờ bây giờ nó sẽ update ở trên trong scoreboard luôn. Trước không mộ Lagoon mà nhìn ngoài Lagoon thì nó Lagoon đang đi học mà. Còn nó nói thật ra đây rồi, tiện rồi này. Hôm nay mình chỉ cần làm cái banner thôi, đối với lại cái một cái hành kia thôi. Mọi hôm là em cứ phải đi ra làm một cái banner, một cái overlay đấy. Mà hôm nay bắt đầu làm kia rồi. Rồi. Vâng, Tông Đình cũng đi là avatar kinh khủng đấy. Trở lại với trận đấu thì hôm nay phải nói là sự lên ngôi của đồng vua rất là nhiều. Đại đại diện là một cái deck Goblin Hood có đồng vua thì phải khó chịu. Ngày mai cũng có một trận là hay, đó là trận của Bỉ với lại Mỹ mà. Stream của em tại vì là để giải thích cho, tại vì là nếu mà stream mà để lại tua lại ấy, hay lim stream mà muốn để tua lại thì nó sẽ bị chậm tầm khoảng độ 30 giây. Vì vậy là em để stream của ngày á thì nó sẽ đầu chuyển rất là thấp, trong khi nó khoảng stream chỉ delay khoảng 4 giây so với là game thôi. Tức là game ví dụ như 30, game ở trong game là 30 thì stream là 34. Như vậy thì tốt nhất cho người xem. Còn nếu mà em để trong cái kiểu mà delay mà có thể thu lại được thì stream rất là chậm, mọi người có thể hay tham phiền. Mọi người có thể phiền là ô trong game đánh xong mẹ rồi, nhưng mà cuối cùng là bên cái ông stream này vẫn đang còn người đang trên giao tranh. Đấy là một cái điều mà em không để như vậy. Ví dụ như game kiểu này em có thể xem được những game của kiểu như kiểu bọn hay chơi của Blender Battleground ấy. Thì thường nó sẽ không xem được thì không xem live được, thì vậy là xem stream nó sẽ không hiểu được là stream delay bao nhiêu, vậy là mình có thể đấy được. Nhưng mà mình xem live ở trên game mà vừa xem stream đó thì nhiều người sẽ tham thân rút kinh nghiệm mấy lần làm những điều đấy đó. Vâng, và bây giờ là cùng nghiêm nhát rồi, mà cái dùng mùi như thế này thì làm sao thì cao tới nghiêm nhát được. Mấy con bét sẽ bị poison mà chết rồi. Tuy nhiên thì bên kia mà nhà thì cũng không có poison. Nhưng mà nếu như không poison như vậy thì rất khó có thể công được. Bên kia kia là một bét xoay cực kỳ là nhanh. Đúng rồi, bắt vào không, bắt vào chỗ kia, đúng rồi, chỗ cái kè vật nâng cao ấy. Kè vật nâng cao ở dưới phần tab bên phải, mở luôn, chỉ luôn cho. Có một cái chỗ mà chế độ thấp này, DVR ấy, góc bên phải ấy. Bây giờ bắt mở ra luôn thì chân chỉ luôn. Nó có ba cái mục là thấp, rất thấp, với lại cậu chỉ thường. Thì khi mình chuyên thì mình sẽ không thua lại được. Và bây giờ chắc chắn sẽ không hóc, đánh không hóc rất là nhanh. Tuy nhiên thì gặp những cái deck mà nhanh không kém thế này thì hóc rất khó được vào, đã có tay rồi, đã có tay rồi, bắt được cô sinh rồi, đã có được bắt được cái thằng hút pin rồi. Rất tốt, đẹp ra rất nhiều sát thương, rất nhiều sát thương. Và bây giờ chỉ cần hai cái, một cái Zork, một cái Poison và hai Glock thôi. Rồi, đấy chính là cái đấy. Với
lại nữa là bác lên lấy lại cái link ở trên chỗ cái phần là xem mặt sách trên trang của tôi ấy, xem trên trang ấy, thì nên lấy cái link đấy để mà share cho mọi người xem để mọi người còn xem được. Nên nếu mà các bác cứ share cái like kiểu đấy thì share kiểu mà gaming xong rồi vạch chéo ra like như vậy thì mọi người xem sẽ bị click vào link là sẽ bị treo, tức là nó xong không có sẵn ấy. Khi mà mình stream xong thì sẽ không có sẵn, nên là bác lấy cái link riêng ra ấy, lấy cái link riêng ra mà share cho mọi người. Khi mà mình mọi người có click vào cái link đấy xem lại, hoặc những người không xem trực tuyến thì cũng có thể xem lại được. Ok, và quay trở lại trận đấu thì trận đấu rất hay. Hôm nay thì có một cái trận là trận của Tây Ban Nha với lại trận của Tây Ban Nha với lại Malaysia Singapore, một trận cực kỳ là hay, xem stream tới gần hơn 2 tiếng. Nói là cực kỳ là hay, giành nhau đánh trận nào cũng đánh 3 điểm. Hầu hết là trận nào được đánh 3 set tới 3. Không có gì bạn. Ngày mai thì stream cũng có một trận của Nhật Bản này. Mình chắc chắn là phải stream trận đấy. Đùa. Xem GAB xong có cảm hứng. Với lại em là còn chia sẻ được một cái nữa là bác có thể dùng cái dùng cái chat này, dùng cái chat style này thì mình chỉnh chat thì nó sẽ ok hơn so với để cái chat thông thường. Mình có thể chỉnh được cái chữ nó to hơn rồi kiểu đấy. Để cái thông thường cái kia thì bây giờ vẫn những stream mà nó nổi tiếng nó thường nó sẽ dùng cái kiểu style kiểu này. Ví dụ như mình dùng cái lựa trong cái trường hợp này, nó vào đây mình nó chỉnh chặt quá, mình có thể hiện cái comment luôn, nó sẽ không bị che mất. Thường mình để khoảng 10 giây 15 giây cái comment nó sẽ hiện trên đây. Ok, và quay trở lại trận đấu thì đây là một cái deck Oscar, là một cái deck Mota. Mota có cả gì? Có Princess và có Mirror Holder. Trận của Singapore cực kỳ là hay, phải nói là cực kỳ hay. Xem còn đau tim. Mà rất trận đấy rất nhiều người xem. Không, Việt Nam không loại, vẫn là còn có vòng vẫn là còn 5 vòng nữa. Việt Nam Glory vẫn còn 5 vòng nữa, VN Champion còn 6 vòng nữa. Ngày mai thì ngày kia thì Việt Nam ở Việt Nam sẽ đánh giải nhá, C World. Hôm nay thì lúc nãy thì sau trận của Việt Nam Glory là cái trận của Nova Apex thì nói là Tali xử lý một pha cực kỳ là hay, nhưng mà tích bâu mà lại còn 3 must. Nếu mà cái trận trước Việt Nam Glory 3 must và bị tích bâu của Nhím thua, nhưng mà ở trong team Natalie xử lý cực kỳ hay, mình phải nói là công nhận nó cực kỳ trận đấu hay, tâm đắc. Dù trận đấy là Eli của Natalie lợi là bị thua thiệt rất là nhiều. Trận mình vừa up ở trên kênh YouTube ấy, kênh YouTube ấy, vào kênh YouTube của mình đã có hết, vừa up lại xem cho anh chị xem. Tại vì trận đấy hay quá nên mình up ra mình ghép lại. Ngày mai mình sẽ share lại cho mọi người xem lại. Hôm nay thì trận của Sài Gòn Super hay mà mình chưa bắt được. Sài Gòn Super hôm nay trận trong trận thứ hai và trận thứ hai Hoàng Hải thì hôm nay trận rất là counter, mình gặp mình cũng có phép. Còn bây giờ bà must gặp Mota. Mota chắc chắn là phải thủ rồi, đây là một cái đó là giống như kiểu Ipo mà gặp bà must ở Ipo ấy, gặp Mota và Ipo thì gặp rất thấp. Còn bạn đi đã bao trụ rồi. Bạn đi đã bao trụ rồi. Bạn đi
đã vào trụ rồi, chỉ cần một boost thôi. Liệu rằng là Oscar anh có thể vượt qua khó khăn hay không? Một boost nữa thôi. Bây giờ có Mota, đến lượt của Mota rồi. Có thành chưa? Có thành rồi. Ui, Mota vào trụ rồi. Mota vào trụ rồi. Oh my. Mota vào trụ. Mình không thể hiểu nổi tại sao Mota có thể vào trụ tận tâm đấy. Còn nói của Mota cực kỳ là thông minh. Không hiểu nó ăn gì mà thông minh quá. Đây mà chắc Goblin. Ồ, thì số là 21 rồi. Goblin anh em. Ngày mai mình sẽ cũng sẽ sửa được, edit lại cái bài của trận của Goblin cho anh em xem làm tư liệu. Thật ra thì đội Hà Lan này mình chủ yếu có mỗi thằng này. Lay mình cũng biết, Lay mình gặp rồi, mình xem ở trên xem của CCGS mình xem rồi, gặp rồi. Nhưng kia mình không biết. Vâng, trận đấu bắt đầu giữa Mario Bros và Super Clean. Phải nói hai mình thằng Mario Bros này thì Bros này là Mario Bros, không phải là Bros. Thì đi stream kiểu này thì mình gặp nhiều khi mình gặp những thằng mà mình đã từng đánh ở trong ladder rồi, rất buồn cười. Và xuất hiện của Goblin Hood. Phải nói là Goblin Hood bây giờ cực kỳ là khó chịu, cực kỳ là khó chịu khi mà vừa thật sau hai lần đúc thì vừa được tăng máu, vừa được tốc độ đa của Goblin Spear tăng đấy, cực kỳ là khó chịu con tim đấy. Bên kia là một cái deck dầu ngu, và liệu rằng đấy là một cái deck dầu ngu xoay nhanh hay là deck dầu ngu mà có Mega Knight. Nếu mà trận đầu tiên các bạn có Mega Knight rồi, nếu mà trận đầu tiên các bạn mà có xem thì Deck Together anh có một cái deck dầu ngu cực kỳ là nhanh, mặc thủ cái K3 Bus khi là đơn giản thì không biết là tại sao có thể cứu. Bắt được đàn gan rồi, bắt được đàn gan rồi. ICT đã nhảy rồi, giật tôn. Phải nói là ICT Rip là con IC... đâu, con bảo con Fire Rip, hai con cực kỳ là manh động. Nếu mà Super Blin anh muốn thắng trong trận này thì dồn quân được hai bên thì phải thắng rồi, và dồn quân lên thì thắng được. Thế nếu dùng quân hai bên như này rất là khó. Phải dồn quân một bên, làm sao mà dồn quân hai bên như này được. Đây gà này đã qua rồi, nhảy qua. Rất là thông minh. Đừng để nó nhảy qua con, nó không đi luôn. Con Hawk thì không qua được rồi. Con Hawk thì qua rồi. Con gốc đi. Con Hawk rất tốt, thủ rất tốt. Tuy nhiên họ đã chuẩn bị, đã có một con Mega Knight nữa rồi. Sẽ thả ngay đi nào đây. Chắc là phải thả bên trái rồi. Knight đâu? Ra đi, Knight đâu? Ra đi, đặt phía bên phải. Đúng rồi, rất là tốt. Chuẩn bài, đúng như mình đặt. Con Hawk. Oh my god. Con Hawk. Đừng để làm được tin gì ta. Ui. Thế nữa thì Mega Knight anh nhảy vào chút. Này, Hawk là phải nhảy bắp này rồi. Chưa có poison. Vì vậy là Mario Bros anh cần phải nhanh hơn một chút. Cần phải nhanh hơn, còn phải có xoay của Miner. Cần phải có xoay của Miner. Xoay Miner. Tuy nhiên đã được một, chỉ cần một con này, con Mega Knight của đã chặn được lực tấn công cực kỳ là lớn rồi. Họ sẽ có con Hawk ngay. Cần phải có một cái thẻ đấy. Con Hawk, xử lý lại Hawk. Goblin Hawk đã qua dần. ICP nhảy đi.
nhảy đi. Một ít ra. Ôi, đang đội bàn bét đã vào rồi. Bàn bét đã vào rồi. Thôi xong rồi. Một coi dần nữa thôi. Ồ oh. Rất hay. Xử lý rất là tốt. Cái deck này nó có rẻ là như vậy, tuy nhiên thì cái tank của họ yếu, một mình con Nai thôi. Chỉ cần một con Mega Nai này khi mà push một đường thôi thì có thể là cán được tới 3, cấp 3 đến 4 lần Eli thôi. Push rất tốt. Nó chơi xử lý rất là nhanh của Sugiplin, Sugipco Goblin này. Vâng, vẫn là xuất phát và bằng Goblin. Bất này gì đây, phải 4 rồi. Đã chết được con Evil rồi. Đã chết con Evil rồi. Có thêm một cái giáp nữa. Liệu rằng là Mario Cross anh đang có một cái đấy kích bầu. Đúng rồi, đây là một cái đấy kích bầu của mình không ngoài đó. Tuy nhiên gặp khá đông khác như thế này. Gặp khá đông khác như thế này. Khá đông khác phải nói là một thẻ mà counter kích bầu cực kỳ là tốt. Cực kỳ là tốt. Kích bầu đã nằm xuống rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa hình dung được deck này là deck gì đây. Goblin đang đánh cái deck gì đây, khá đông khác. Ewit. Vâng, quá dư ấy thì có để xoay ra một cái bình thứ hai rồi. Rod, bây giờ anh sẽ xử lý như thế nào đây khi mà nếu mà dùng Fireball trong turn này thì sẽ rất là khó đây. Đúng rồi, đặt một cái bow và sẽ dùng để giữ lại Fireball để cân những turn tiếp theo. Golem. Tuy nhiên thì con Ewit đừng để con Ewit chặn bow. Oh my god, đáng lẽ phải xử lý con Xbox ngay, xử lý con Ewit ngay lập tức. Bây giờ thì một boost cực kỳ là mạnh như thế này thì làm sao có thể giữ được cái này, một mình xếp pha thế này. Rất là khó cho Bros rồi, rất là khó cho Bros rồi. Quá nhiều Xbox mà gặp Golem mà lại thêm hai cái bình rồi, làm sao thì quá khó. Hà Lan sẽ có điểm thứ 3 rồi. Cái deck X-Bow này nhanh là như vậy, tuy nhiên là gặp những tank cực kỳ là mạnh. Mạnh như thế này làm sát được ăn được. Cho thêm 2 cái X-Bow thì cũng không có thể ăn được ở trong cái cuộc đấu. Vâng, hai con Golem rồi. Mình nghĩ là sẽ có một con Golem thứ ba rồi. Một con Golem thứ ba. Đâu, xin chào đi thanh lên. Xin chào đi thanh lên. Một con Golem thứ ba. Con đây đi, con đây đi. Đơn giản. Một chiến thắng mà mình bán là không xứng đáng tầm. Không đúng tầm. Chúng ta sẽ đến với lại Dion và Sebastian. Hello, hello Phạm Huy. Stream giờ này anh em Việt Nam đã chìm trong giấc ngủ rồi. Còn cố gắng là stream cho nó đủ trận lấy tư liệu. Thực ra là hợp hai cái deck này thì deck
toàn deck dưới tầm của Sovi Goblin này thôi. Sovi Goblin toàn deck dưới tầm của Olem này. X-Bow nếu mà thắng được thì ngay ban đầu phải nhử được con Kyron Card ra, sau đó là sử dụng X-Bow bắn vào trụ và ăn được trụ trước thì sẽ thắng được. Đuối. Làm gì mà đuối. Thôi ngủ sớm đi. Mình cũng stream nốt thôi, tại vì chắc trận này cũng thắng dễ dàng thôi, dẫn dễ dàng cho Hà Lan thôi. Hà Lan là một đội rất là mạnh. So với lại Colombia thì hàng cửa trên mà vâng, và chúng ta sẽ có đến set thứ 5 giữa Sebastian và Dion. Hai bên vẫn đang thăm dò nhau rồi, không phải hiện tại thì lợi thế cho đội Hà Lan đã rất lớn rồi, 3-1 chỉ cần hai trận nữa thôi. Hai điểm nữa thôi là chúng ta có thể kết thúc stream ngày hôm nay rồi. Anh em muốn nghe nhạc, muốn cái nhạc để có động lực không? Mình thấy kênh này có cái nhạc hay lắm. Chắc là không bị mất bản quyền đâu, tại vì nhạc này nó vẫn chỉnh hết rồi. Đỡ buồn ngủ. Vâng, lava và dây hình. Lava và dây hình. Lava luôn. Tuy nhiên là Poison nữa này có vẻ sẽ là đội bên nào sẽ hay hơn. Mình nghĩ là Poison dây hình sẽ hay hơn. Tại vì bên này đã có đang quầy rồi. Balloon vào được không? Balloon vào được không? Vào được chưa? Vào được chưa? Một hit. Hai hit. Oh my. Để nhỏ thôi thì mình sẽ bật quyền chứ nhạc này mình nghĩ mình bật quyền mà thì là nó chỉnh cái âm rồi nó đẩy lên cao rồi sau cùng đó. Mọi người nghe nhạc nghe nhạc không để mình không em cũng biết.
có thể là bà Mất Sebastian có thể xuất hiện bà Mất rồi, tuy nhiên lại có rùa. Vâng, bên kia là bà Mất, tuy nhiên Sebastian nó xem biết là bất kỳ đánh đúng là bà Mất rồi. Ram cực kỳ mạnh mẽ đấy, từ điều điều xử như thế nào đấy, còn Miner phải dùng Miner để cao vợ chặn đàn combo này vẫn rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tuy nhiên thì đã bị lỡ nhịp rồi, liệu rằng sẽ có một cái bình được hay không cho Sebastian. Vâng, đã có một cái bình rồi, tuy nhiên lợi thế bây giờ là lớn hơn rồi, đã nới rộng khoảng cách rồi. Giáp, chuẩn bị giáp. Rất tốt. Bây giờ lại thế ba bình rồi. Nếu mà một công một bình ra nữa này thì sẽ là lỗ rồi, lỗ cho Leon và cần. Oh my god, cần phải push ba mất cao lên một chút. Họ sẽ có một Ram làm tanh đây, và nếu mà Ram có tanh thì sẽ rất là khó cho ba mất cho sự chiến. Có giáp không? Có giáp không? Có nhiều rồi thì làm sao có thể giáp được? Và push lỗi của Sebastian bật thù như thế này như thế nào đây, đúng rất là khó rồi. Một pha lỗi, tại sao ở trong cơn đấy không để ba mất cao hơn gì? Đã có heal rồi, làm sao có thể đến cơn này được. Trong cái tuần đấy là phải đợi bạn mất ngay cầu luôn, bởi vì họ chưa có con Ram. Mà nghĩ là chúng ta Andret và Mike Michel set thứ 6. Chúng ta cũng đến với set thứ 6.
giữa Andres và Michel. Tới đâu là mai rồi. Bên này là Bamus. Mình nghĩ là vẫn là Bamus rồi. Có con Nai làm tanh. Còn có bệnh. Bên kia là Miner con gì. Ôi Mega Knight. Goblin. Oh my god, là Goblin đã vào trụ rồi, Goblin đã vào trụ rồi. Một pha cực kỳ là lỗi từ Andres. Và tại sao anh không thả Bamus ngay lập tức? Bây giờ lợi thế Bailey không còn nữa rồi. Bamus là tuy nhiên đánh lạc hướng được con Mega Knight ở bên kia rồi thì sẽ rất là nhanh, cần phải đánh nhanh hơn, tuy nhiên bây giờ thì chưa có gì. Ăn cho Andres đây. Một lần mục đích Counter này vừa Poison để không gặp Mega Knight nên mình sẵn có thể sống được. Khó khăn chồng chất khó khăn. Muốn thắng được ở trong bài này thì sẽ Andres mình nghĩ là có stop nhanh hơn. Không dùng Bamus. Bamus chỉ thủ khi mà họ đã ra con Mega Knight thôi. Phải push nhanh hơn, tại vì ra Mega Knight thì họ sẽ còn chỉ có một hit đồng ngu thỉnh thôi. Mega Knight đã vào chung rồi, Mega Knight đã vào chung một hit rồi. Và chúng ta cũng đến với trận cuối cùng. Mình nghĩ trận này sẽ quyết định rồi. Hello, vẫn còn thức à? Sợ thật. Sắp kết thúc rồi, trận này sắp kết thúc rồi. Hà Lan đang dễ thắng dễ quá.
Đây là một cái deck mini Pekka. Có mini Pekka không? Đúng rồi, không mini Pekka. Bandit. Vâng, lỗ của Bandit. Map để xử lý một cách cực kỳ là gọn gàng. Mình chàng này đánh rất là bài bản, chẳng có một lỗi gì luôn. Những cái bước thả quân như thế nào rất là chuẩn luôn. Với Amret anh muốn thắng thì anh cũng phải có một cái boost. Cần phải có một boost giữa ra mà ban mít. Và cần phải giữ được con đánh lạc thắng được con mini Pekka thì mới thắng được. Vâng, đàn bét ra cũng là lỗi rồi. Ta vẫn còn một trận nữa đi xem. Chúng ta còn đến với lại set này, có thể là set quyết định rồi. Âm lượng nó nghe có nghe không? Vâng, còn Bandit biết là Miss Alfred anh dùng Bandit với lại Mega Knight thì Michelle anh đã mang luôn cả Pekka, rất là chất. Và bây giờ anh đã thay đổi deck rồi. Ui, đừng để Ram chạy Ram một chút. Ram đã mau chạy rồi. Thank you.
qua chỗ đấy không? Bóc qua chỗ đấy rồi, bóc qua chỗ đấy rồi. Nhưng mà khi nhìn không có bật đập. Liệu rằng chúng ta sẽ có thể xem game nữa xem được không? Chúng ta nhìn gì đây? Whisper mà, đây là đấy, Whisper nhưng mà... Nhưng mà Whisper này là Whisper không nhanh. Whisper bình thường, tốc độ bình thường. Vâng, bị... Becca, Becca... Hawk sẽ có 2 hit, rồi. Còn ma đít, còn ma đít. Còn ma đít có 6 đồng, rất tốt. Hawk đã có 1 Becca rồi, làm sao có thể Hawk làm một super như vậy? Một hit không? Có 1 hit, Hawk làm rất là thông minh. Ronaldo. Đúng rồi, rất tốt. Tuy nhiên ạ, vẫn còn ngọt con đuổi. Karokat vẫn còn sống, vẫn còn sống, có thể phút trên scout được. Vẫn còn sống rồi. Quản lý sẽ phút ngay vào con Karokat ngay. Tuy nhiên thì nó vẫn còn hết máu rồi. Liệu rằng là chúng ta sẽ có một set game nữa để xem không? Chả máu một hit của họ thôi, một hit của họ thôi, hoặc là bây giờ dùng hai con rừng, không cả hóc nữa mà dùng hai con rừng thì đây tại sao lại giống gần như vậy, giống cái gần như vậy. Đó cao đồng khác chưa chứ, vâng, và chúng ta sẽ có một set nữa xem. Mày về đánh với lại Andres. Ôi, đùa lên mà gặp 3 tất cả cái này làm sao có thể ăn được. Thì
rất chắc là một con cách cao một loại Crusader. Còn có cả Nai và Pika cũng mà Pika cũng mới đi đâu rồi. Vâng, Crusader cũng đã có rồi. Cô làm chết đi. Nova thắng, Nova thắng. Anh em xem lại trận đấy, Nova đánh hay quá. Vâng, lock bait rồi, lock bait rồi. Ơ? Sao thằng bay là người... Vâng, mà chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ có một trận quyết định rồi. Vâng, đây là một cái deck lockpick của chúng ta có chịu cái sự nhận cả vâng Grand Goblin. Trong cái bài là deck của Loay là một cái deck giết giáp. Tuy nhiên thì Unred anh có một cái con reset và lại có cả Dark Goblin nữa thì làm sao có thể giáp thả giết giáp vào cách tuy nhiên như vậy. Rất khó. Vậy chỉ phải thủ thôi. Dark La thì vẫn đã phủ con Hawk rồi. Bắn rất là tốt. Giáp giáp mà có cái Dark Goblin và có Princess thì làm sao có thể bắn được. Bắt được Poison của Dark Goblin rồi tuy nhiên. Ui, Conodon không thể kéo được con. Còn nếu cứ như thế này thì bay là anh cũng sẵn được chiến thắng thôi. Ui, gặp cô phụ không đi trước luôn, gặp cô phụ sát. Kìa lộn. Poison thế này thì chắc chắn ăn được. Unred anh sẽ thua rồi. Còn
700 máu thôi, chúng ta mình tính ra là còn 3 poison nữa thôi. Quá dư sức để dùng 3 poison. Ôi da, poison lỗi rồi, poison lỗi rồi. Vậy thì rất khác là sắp tết. Tuy nhiên thì cần phải có một Tesla để counter đoạn này. Các thủ tin đã có được. Hay quá. Các thủ tin là phải thả được cái này. Bây giờ chỉ cần 2 cái poison. 3 poison, 2 poison và 1 block nữa thôi. Quá dư sức rồi. Bây giờ dùng poison không cần phải dùng huyết áp làm gì. Đúng rồi. Quá dư sức và các thủ tin chết luôn. Một cái poison nữa thôi. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ dừng stream ở đây thôi.